Lý do tại sao phải xài tinh dầu dưỡng lông cho bé? Trước đây thì má của Bự cũng không có xài những cái loại mà có hương cho Bự, bởi vì Bự nó hay bị ắc xì á mọi người. Nhưng mà bây giờ thì má của Bự đã tìm ra lý do tại sao chúng ta phải xài tinh dầu dưỡng lông rồi nè. Đầu tiên là chó thật sự ra mình sống quen với nó, mình không có nghe mùi, nhưng mà người khác nghe là biết có mùi đó mọi người. Chính vì vậy là mình nên xài một cái gì đó để mà khống chế cái mùi của nó. Như vậy thì mình tự tin ẵm bé đi chơi hơn. Và tại sao là cái chai nước hoa Shui này má của Bự ưu tiên xài hơn? Bởi vì thứ nhất nó không phải là dạng xịt, con Bự nó không có bị ác xì. Cái thứ hai là nó có tinh chất để dưỡng lông. Và cái thứ ba đây là cái mùi hương rất là thơm và rất là dễ chịu. Nếu mà bạn nào xài nước hoa thì sẽ biết đây không phải là cái mùi hóa chất mà là cái mùi tinh dầu. Và mọi người ơi, thì Showin có quá là nhiều giá ở trên thị trường luôn á, và giả rất là nhiều, nên mọi người thấy rẻ rẻ thì mọi người cũng nên cân nhắc một chút xíu nha. Còn không thì mình cứ ghé shop má Bự mua, và má của Bự cam kết hoàn tiền nếu như mà mọi người phát hiện hàng fake khe, bởi vì má của Bự đã làm việc trực tiếp với nhà máy rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video và luôn tin tưởng kênh của Bự nha.